cách làm video đồ vật di chuyển siêu siêu dễ. Đây còn được gọi là video sở top motion. Các bạn hãy xem hết clip này nhé. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Đầu tiên thì các anh chị cần lắp cho em một cái chân quay kẹp điện thoại cố định như thế này, tuyệt đối không được động và không được di chuyển cái điện thoại này nhé. Và chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một cái background làm sao cho ánh sáng thật là tốt để sản phẩm trước mặt như thế này, để chúng ta tiến hành chụp ảnh. Chúng ta sẽ chụp thật là nhiều bức ảnh, sau đó chúng ta sẽ ghép lại và làm thành cái clip di chuyển như thế, và chúng ta hãy cùng theo dõi các bước tiếp theo nha. Như mọi người đã thấy là trong khung hình video của em đã rất là cân đối rồi, mặc dù ánh sáng chưa tốt cho lắm, em phải thiết kế thêm chiếc đèn này. Tại vì là nhà em góc nó hơi tối, nên mọi người muốn làm tốt thì mọi người chọn cái góc sáng một chút và đầu tư thêm đèn nhé. Và bây giờ em sẽ tiến hành chụp bức ảnh đầu tiên nhé mọi người. Xong rồi, ok, bây giờ em sẽ di chuyển. Em sẽ di chuyển cái hộp này lên đây một tí thôi nhé mọi người. Và em sẽ tiến hành chụp tiếp. Đấy, sau đó em lại di chuyển. Và em lại chụp tiếp. Rồi, em lại di chuyển. Em lại chụp tiếp. Em lại di chuyển. Em lại chụp tiếp. Em lại bắt đầu đánh võng nhé. Mọi người có thể làm những clip dạng nấu ăn nhé. Ví dụ gọt thái sản phẩm sau đó là nấu nhé. Từng bước như vậy nhé. Lại di chuyển thêm một tí nữa này. Rồi, em chụp này. Các bạn lưu ý là di chuyển những bước thật là nhỏ thôi, nhích từng tí một thôi, chứ đừng di chuyển cái quãng đường nó xa quá trong mỗi bức ảnh. Thì lúc mà các bạn ghép vào nhìn nó sẽ rất là ảo, nó không thật và nó không sinh động nhé mọi người. Đấy, chúng ta sẽ chụp từng công đoạn từng bước, chúng ta chia nhỏ từng cái bước một đi thì nó sẽ hay nha. Đó, cứ nhích được một bước là chúng ta lại chụp ảnh một cái này, nhích được một bước chúng ta lại chụp một ảnh này. Chúng ta bóc cái nắp ra, chúng ta bóc từng nắp một, mỗi một cái nắp bóc ra chúng ta chụp một cái, chứ đừng có bóc một phát ra luôn là chụp luôn, như thế là nó nhanh quá, nó sẽ không sinh động mọi người nhé. Đấy, từng bước một di chuyển hết nhé mọi người. Mọi người có thể áp dụng khi mà thái nấu đồ ăn các thứ, mọi người có thể làm video như này nhé. Mọi người có thể làm với sản phẩm hay là với đồ ăn khác, không phải cứ là giống như mình nhé. Và có cái khúc cuối phải có cái sự kết thúc, ví dụ của mình là sau khi mà bóc ra ăn hết xong thì mình lại cho hộp khác vào trong cái hộp giấy, sau đó mình để trả về chỗ cũ để tạo cho cái sự kết thúc của video nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ vào app CapCut mọi người nhé. Vào app CapCut này. Sau đó chúng ta sẽ vào dự án mới nhé. Nó hiện như thế này thì mọi người ấn chữ bỏ qua thôi. Rồi, chúng ta ấn vào lại phần chỉnh sửa dưới chân màn hình để về lại cái phần dự án mới. Vào dự án mới cho mình này. Sau đó vào cái phần hình ảnh cho mình này. Hình ảnh nhá. Rồi các bạn kéo xuống. Các bạn đẩy lên chứ. Đẩy lên tức là xem xuống phía dưới. Đẩy mãi xuống đi. Chụp càng nhiều ảnh càng chi tiết thì video chúng ta càng sống động và chân thực nhá. Còn chụp thưa quá, bước chuyển động nó rộng quá, nhìn nó ảo, nó không thật nhá mọi người. Nhá. Tích lần lượt nhá. Tích này. Xong những cái này nó lần lượt mọi người nhé. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đẩy xuống 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này. Không được tích sai mọi người nhé. 15 này, 16 này, 17 này. Sau khi mà tích hết rồi các bạn ấn thêm cho mình dưới chân màn hình nhé. Vậy là chúng ta đã có một cái video có độ dài tận 8 phút này. Chúng ta xuất video ra trước cho mình. Xuất video này. Đấy, đợi nó xuất hết 100% vào được nha. Sau đó chúng ta lại tiếp tục xử lý nha. Sau khi mà xuất xong rồi các bạn ấn vào chữ đã xong cho mình nha. Nó hiện quảng cáo, các bạn ấn chữ bỏ qua cho mình nhá. Rồi các bạn lại vào dự án mới cho mình. Các bạn vào phần video cho mình. Sau đó các bạn tích vào cái video các bạn vừa xuất được có độ dài như của mình là 8 phút đó. Mình chụp hơi nhiều mọi người ạ. À, rồi ấn thêm dưới chân màn hình cho mình nhé. Bây giờ các bạn hãy chạm vào thanh video. Nó đã là một video hoàn chỉnh được nối với các ảnh với nhau rồi, chứ nó không phải là những cái hình ảnh rời nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tốc độ nhé. Chạm vào nó hiện khung trắng là vào phần tốc độ nhé. Các bạn vào phần bình thường cho mình. Các bạn vào phần 5x đi. Chấm vào chấm tay vào chữ 5x đi. Và ấn là hình tam giác xem thử xem là nó có ổn chưa nhé. Xem này.
Có vẻ là hơi chậm mọi người ạ. Vậy thì mọi người hãy kéo viên bi sang 10x cho mình. Rồi ấn hình tam giác chạy thử. Mọi người làm sao mà thấy ổn là được nhé. Mọi người xem thử xem nó chạy như thế đã ổn chưa, hay là nhanh quá, hay là vẫn còn chậm, chúng ta chỉnh thêm nhé. Ở cái thanh điều chỉnh bên dưới nó có từ 0,1 cho đến 100x mà, chúng ta để ở mức độ nào cũng được hết. Mình thấy như của mình là 10x là ổn đây này. Ok rồi, ấn tích cho mình. Và bây giờ mình sẽ ấn vào mũi tên góc trái này để thoát khỏi cái thanh công cụ tốc độ đi. Mình đẩy từ phải qua trái này, đẩy từ phải qua trái vào cái phần tùy chỉnh nhá. Và phần tùy chỉnh này, cái này là làm phụ thêm thôi nhưng nó cũng rất là quan trọng. Và phần độ sáng cho mình này, bởi vì ánh sáng nhà mình hơi yếu. Mình giữ viên bi màu trắng mình kéo sang bên phải cho cái ánh sáng nó đẹp hơn này. Rồi, và phần độ bão hòa luôn cho mình. Giữ viên bi kéo sang bên phải cho màu nó tươi hơn. Đấy, đẹp hơn chưa mọi người. Và phần độ sắc nét cho mình, kéo viên bi sang bên phải một chút xíu nữa cho nó nét hơn. Đấy, được rồi nhé mọi người. Mọi người nhìn thấy nó khác lúc ban đầu không? Rất là đẹp đúng không ạ? Ấn vào dấu tích cho mình. Và bây giờ việc của chúng ta đó chính là chèn nhạc vào thôi nhé mọi người. Nhạc thì mọi người cũng đã được học rồi, còn ai chưa biết thì mình cũng hướng dẫn thêm. Ví dụ như là thích cái âm nhạc nào hay thì mọi người có thể lên TikTok cho mình. Mọi người ấn vào kính lúp ở góc phải trên cùng màn hình cho mình nhé. Và mọi người gõ cho mình nhạc, nhạc hot trend đi. Tùy các bạn thích nhạc gì các bạn ấy, nhưng mà nó cũng phải phù hợp một chút, chứ đừng có cái nhạc thì nó buồn, nó uể oải quá không ngay. Mình sẽ gõ nhạc hot trend nhé. Sau đó thì các bạn hãy chạm vào và nghe thử bất cứ một bài nào đấy, rồi các bạn nghe thử bài này thấy không hay các bạn lại vuốt lên. Các bạn cứ nghe thử đi, các bạn có thể không gõ cái câu là nhạc hot trend, các bạn có thích bài hát nào các bạn gõ bài hát đấy. Nếu như các bạn không nhớ tên bài hát, các bạn chỉ cần gõ một câu hát mà các bạn thuộc ở trong bài hát đó ở trên này là nó sẽ ra cho mọi người nhé. Và mọi người để ý cho mình, ví dụ như cái video này của mình nó đang có độ dài là 43 giây, vậy thì mình sẽ phải tìm cái bài hát nào nó có độ dài ít nhất là 43 giây, tốt nhất là tầm 1 phút đi, để cho cái nhạc nó đầy đủ, nó không bị ngắn bị thiếu để chúng ta phải nối nó mất hay nhé. Chúng ta chỉ cần giữ tay màn hình này, ấn vào lưu video cho mình nhá. Ấn vào lưu video ở đây cho mình và đợi nó tải về. Sau đó thì các bạn vào CapCut này. Vào lại CapCut này, nó lại thoát ra rồi. Ấn dấu X để tắt cái này đi này. Ấn dấu X góc trái tắt đi. Vào lại cái dự án mà chúng ta đang làm dở lúc nãy này. Đấy, nó tự thoát đi mà. Rồi vào phần âm thanh cho mình này. Vào phần âm thanh một lần nữa, hay là một số phiên bản nó hiện chữ là chữ nhạc ấy. Rồi, vào cái phần thư mục này. Còn ai có sẵn nhạc rồi cứ thế dùng thôi, không cần phải lên TikTok như mình nữa. Đẩy lên này, trong cái phần này ấn vào trích xuất âm thanh từ video này. Sau đó các bạn hãy tích vào cái video các bạn vừa tải về. Giả sử cái video mình vừa tải về là video màu đen này nhá, mình chạm vào đây nhá. Đấy, sau đó mình ví dụ thế nhá. Sau đó mình sẽ ấn vào chữ trích xuất và chỉ nhập âm thanh ở dưới chân màn hình nhá. Thì là nó sẽ tự động thêm cái nhạc đó vào khúc đầu tiên luôn cho mình như này này. Ví dụ như thế, rồi các bạn ấn vào dấu cộng cho mình. Ấn vào dấu cộng cho mình nhá. Đấy, vậy là chúng ta đã có nhạc rồi. Chúng ta ấn vào hình tam giác, chúng ta nghe thử xem nhạc nó có hay, nó phù hợp với cái chuyển động của cái hình ảnh, cái bức tranh, cái video này không nhá. Sau khi mà các bạn nghe thử thấy ok rồi thì các bạn sẽ đến vị trí cuối cùng này, di chuyển đến đúng vị trí cuối cùng, chạm vào thanh âm thanh này, ấn vào tách này, sau đó các bạn ấn vào xóa để xóa bỏ cái phần thừa đi nhá. Đó, vậy và chúng ta có thể chèn chữ rồi. Chúng ta có thể chèn chữ bằng cách ấn mũi tên góc trái này. Ấn vào tên văn bản cho mình, chèn chữ từ đầu video luôn nhé. Ấn vào thêm A cộng, thêm chữ này. Yến Trưng Tứ Vị. Đấy, và vào phần phông chữ này. Chuyển sang phông chữ khác sao cho nó đẹp hơn và nó không bị lỗi phông chữ nhé. Và phần phong cách này. Chọn cái nào nó nổi một chút này. Sau đó thì mình sẽ giữ ngón tay ở đây này. Mình sẽ đẩy chữ lên đây này. Có thể kéo to ra một chút này. Đấy. Rồi, mình sẽ vào cái phần phông nền ở dưới chân màn hình đây đi. Cho nó nổi một chút vì cái nền nó hơi mờ. Vào cái phần khung này. Cái này các bạn có thể không làm nhé. Đây là mình thích thì mình làm thôi. Và kéo lên, đẩy lên nhé. Các bạn giữ tay đây, đẩy lên ở bên dưới nó có rất là nhiều cái này. Đấy, dụa độ mờ này, thì các bạn giữ tay bên bi màu trắng, các bạn đẩy sang bên trái này, thì cái khung nền nó sẽ mờ đi nhá. Đấy. Và ngoài ra thì các bạn có thể đẩy từ phải sang trái ở cái thanh màu này, các bạn chọn màu nhá. Chọn màu cho nó nhá. Và phần hiệu ứng động này, sau đó thì các bạn đẩy lên này. Các bạn chọn một cái hiệu ứng động nào không có chữ pro là được nhá.
Và có thể giữ viên bi ở màu xanh này, đẩy sang bên phải cho cái chuyển động chữ nó hiện ra nó chậm thôi, nó không nhanh quá nhé. Đấy, rồi ngoài ra các bạn có thể ấn dấu tích này. Các bạn có thể kéo cái thanh này. Kéo cái thanh chữ này, chạm vào thanh chữ lại này. Có cái đuôi màu trắng, bạn giữ tay bạn kéo, vừa giữ tay vừa kéo không được nhấc tay lên. Kéo đến hết video thì lùi lại, lùi lại, lùi lại đến đúng kết thúc video thôi. Đấy, ngoài ra có thể chèn thêm một số chữ nữa nếu như các bạn cần nhé. Vậy là ok rồi đấy, chúng ta ấn cái tần suất trên màn hình là xong thôi. Các bạn làm mà thấy có thắc mắc chỗ nào thì cứ bình luận xuống bên dưới nhé. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.